Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Mới nè, tóc mới. Vâng, một kêu đầu tóc gọi là xù lông nhím đến từ vị trí của Gao Bạc. Thì nói chung là đã lâu lắm rồi mình không có làm cho anh em một cái vlog nào hết đấy. Thì tự nhiên ngày hôm nay thì anh em đây tuyên bố với anh em đây là đồ ăn Thái, đồ ăn ở Thái Lan, và tất cả cái này đều rất là cay. Ok, mình sẽ lấy từ một số các sản phẩm hôm nay mình xin công bố. Toàn tiếng Thái thôi. Chai Thái. Tất cả đều là. Em sẽ là mua cả gói Oishi có chai này vào đây. Chai này là chai Hàn Quốc. Chai này chai Thái Lan hả? Chai Hàn Quốc. Chai Hàn Quốc kể chuyện đó. Ok, ở đây là những cái nghe không ngăn mua được chai mà em nuôi thế, toàn chai không thế. Đâu cũng thấy chai luôn thề. Ok, ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dùng thử thách này, bởi vì là ở đây tất cả ở đây đều là đồ cay hết. Đấy, có một số cái thì ngọt thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì cái này nó to quá, nó chi mà bỏ. Ok, to quá hả? To thì cắt xuống như đấy tí, đi lên đấy. Mình có cả Kit Kat Thái Lan, ui nhiều cái chữ. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử hết tất cả các món này nha anh em. Ui, nhiều cái đuôi. Thế. Hết rồi. Ok, vậy là một bàn đồ ăn Thái Lan nha anh em. Mà nói thiệt chứ, bây giờ thì mình sẽ phân loại trước những cái món mà có trai thì dùng. Ok, những cái món mà có trai thì dùng. Ok, mình chỉ ăn những cái món không có trai thôi. Có trai thì dùng. Ok, cái trả gói này không có trai nhặt lại. Có trai là mình dùng nha. Nhưng mà nó xấu hơn anh thì làm sao mà chơi được. Ok, rồi đây là những cái món Thái Lan. Đầu tiên thì mình sẽ gọi là đọc sơ sơ qua mấy cái món Thái Lan đã. Nhưng mà đọc được ngay. Nói chung là mình sẽ đọc tiếng Thái nhá. Lọt khe khe. Ok. Đây là cái gói theo như là mình vừa phân tích thì đây là gói kẹo thôi. Ok. Cái gì nói kẹo? Có nhìn lại anh trời. Ok, bây giờ là nói kẹo. Đây là bồ đồ. Đây là cái món mới. Ok, mình sẽ đọc tiếng Thái tiếp nha. Ăn no si thì ăn nhiều. Ăn no si mà đi thì không ai ăn. Ok. Và đây là gói oxy. Đấy, hai gói rồi, mình sẽ đọc tiếp nha. Ok. Ôi, đừng có đọc nữa. Tiếp theo là cái gói này. Gói này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Mình sẽ đọc sơ sơ qua. Không ăn thì nhìn thì không ăn. Ok. Trời ơi, tiếng Thái Lan nó dễ vãi trường. Thế trước giờ mình chưa đọc cái món cái gọi là cái tiếng nào mà nó dễ như tiếng này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn thử nha. Ok. Mình sẽ làm thôi, đừng ăn. Đây là cái kẹo gì nè? Đừng. Ok, và bây giờ mình sẽ thử với cái món đầu tiên. Kẹo phân. Cái này nhìn giống. Ok, em lấy cho anh một cái nào mà nó cái đầu của nó không có màu trắng á thì mọi người có nhìn rõ được. Đây màu hồng, đây có cái màu hồng. Nhìn như là hai cái cục. Ơi, cái dài quá hả? Ăn thử. Ngon. Ngon. Rất ngon, cái này ngọt quá hả? Cái này không có cay. Bé vừa ăn Thái Lan bây giờ. Ok. Tiếp theo mình sẽ thử một món khác nha. Khá ngon. Chẳng hay gì đồ Việt Nam. Đây là một cái mà có logo là một anh xài ca Hàn Quốc. Chào quên, xài ca Thái Lan thì bây giờ mình sẽ đọc. Mình phải đọc cái tên của nó trước thì mình mới ăn được. Đây anh dịch tiếng Việt luôn này.
xin giới thiệu với các bạn, đây là một sản phẩm của một chàng trai tên Cao Bạc ở Thái Lan. Đây là một sản phẩm chàng trai xấu hơn Cao Bạc ở Thái Lan, gọi là đùi gà snacker. A few moments later. Trai xấu Thái Lan này. BTS hay là BTS mọt thì tại sao mà nhà sản xuất cái gói oxy này nó không lấy hình mình in lên đây mà tự nhiên nó lấy cái hình thằng này in lên đây? Quá sai lầm đến từ vị trí của nhà sản xuất. Thảo nào. Anh đẹp trai mà. Anh em nhìn thấy tôi đẹp trai không? Không. Mình bắt trước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh mèo 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 mèo. Gì nữa? Gáy cái sổ à. Bởi anh Hương ta tử. Hết buồn ngủ luôn. Ok thì là chúng là ngày hôm nay cái vấn đề của chúng ta vẫn là ăn. Ok thằng đó thử ra anh cầm anh giới thiệu cho Du vậy thôi chứ. Mình sẽ tiếp tục thử cái món thứ ba nha. Đây. Nó nhìn nó cũng không có gì thú vị hết à. Cũng khá ngon. Mình sẽ thử mỗi món một lần thử. Hôm đó mình sẽ chấm điểm lại sau. Ok anh em. Cái này là bánh cá. Cái này là rong biển nó hơi tanh. Còn cái này thì chưa ăn thử, chưa biết được. Phải để ăn thử mới biết được chứ. Tự nhiên hỏi. Ui, cái này ngon lắm nè. Thì cái này của Thái Lan mà. Khá ngon thôi. Bây giờ mình sẽ thử cái Việt Quốc nha. Mình sẽ ăn thử từng món một. Ui, thơm lắm à. Vừa có này cũng thơm lắm nè. Chưa hết hả? Nhiều quá. Cơ bản thì mình thấy là những cái món ăn của Thái Lan ấy, cay có, ngọt có, chua có, và cảm giác là ăn vào nó không có được đậm đà bằng hương vị Việt Nam chúng ta. Là mình nói thật chứ. Đây là chocolate Thái Lan. Mà cũng chả gì ngon ạ. Mình cảm thấy mình bắp ra nó phí của vải nồi. Hà đưa ra tặng mỗi người một ít. Đúng không anh em? Đúng không? Thì sau khi ăn tất cả những món này thì mình cũng nói thật là nếu như trong những cái này mình chấm điểm ấy thì mình xin phép là chấm cái gói đầu tiên này, gọi là cái gói kẹo này này. Đó, cái này này. Cái này là ngon nhất. Này cho anh em coi này. Đó, cái này là ngon nhất. Đó, ngon dở. Giờ là cái gì? Giờ là cái gì? What? Tự nhiên ngồi cười. Thì nó bị đưa đi bệnh viện. Ok. Cái gì con ăn cười mà chạy ra nước biển sinh danh lên nè. Dơ vãi thề. Nhưng mà tự nhiên thông cười. Ủa anh nói gì sai hả? Em ăn xong những cái món này em có cảm nghĩ gì em phải nói. Em làm review anh, em làm những cái cuộc cãi không bao giờ con có ngồi được nhận xét những cái món ăn cả. Sao? Sao khi ăn món ăn này cảm thấy tăng? Cái gì? Nước cam là của Việt Nam. Đồ Thái Lan ăn dở lắm anh em. Mình khuyên anh em là những anh em nào mà đi Thái Lan về á, tốt nhất đừng có mua. Mua về mình nói cho mấy cái gói ngon là bạn ăn trên stream hết rồi. Mấy món này dở vợ mới đưa cho anh á. Con người thì sống thất đức. Thất đức dã man thề. Anh nói bỏ thất đức không? Không phải. Không phải là thất đức mà là chơi ác. Đúng rồi. Mình nói sai, cho mình xin lỗi. Ok, và như vậy là mình đã... Ok. Ok. Ok, và như vậy là clip của mình làm tới đây đã kết thúc rồi. Hả chú? Cái này là giờ. Giờ là cái gì? Ngân kỳ lúc nãy giờ mình không hiểu gì luôn. Em ăn cái là em phải nói cho mọi người biết cái cảm giác của em làm review mà đôi khi sao? Review con ăn thì anh nói cảm nhận đi chứ. Thì cảm nhận anh nói xong rồi cho em vô đây em làm cái gì, em làm cho đẹp hình à.
Ok, nói chung là mình cũng review rồi. Nhưng mà đặc biệt mấy cái gói này thì tí vứt ra sọt rác. Tuyên bố là không ăn mấy cái gói mà có chai. Ok. Ok, clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Ok, clip mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh mình. Nhớ bấm like, subscribe kênh mình nha mọi người. Bye bye. Ủa mà nãy giờ review được cái gì vậy ta? Hình như chưa review cái gì luôn á. Chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành, nhìn nơi